Chó là con vật đã quá quen thuộc đối với mỗi gia đình Việt Nam và trên toàn thế giới. Những chú chó đáng yêu luôn làm tròn trách nhiệm như một người canh gác, bảo vệ cho ngôi nhà. Và đối với gia đình em thì chú chó nhà mình không chỉ đơn thuần là người canh gác mà còn là một thành viên quan trọng trong gia đình. Chú chó ở nhà em có tên là Gấu và đã ở nhà em được 2 năm rồi. Gấu thuộc giống chó Lai, có thân hình to lớn. Những chú chó cỏ nhưng lại nhỏ bé hơn những chú chó Tây như Husky hay Alaska. Toàn thân Gấu là một bộ lông đen bao phủ. Bộ lông ấy không xẹp như nhiều chú chó cỏ khác mà phồng xù lên, làm thân hình vốn đã vạm vỡ của Gấu càng trở nên to lớn, vạm vỡ hơn. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà gia đình em lại đặt tên cho nó là Gấu. Không chỉ toàn thân Gấu là một bộ lông đen mà đến cả đôi mắt và cái mũi sinh của nó cũng màu đen. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là chiếc lưỡi hồng và những chiếc răng nanh sắc nhọn được Gấu khoe ra mỗi lần nó thở phì phò. Em thích nhất là chiếc đuôi của nó. Chiếc đuôi không thẳng mà hơi cong và thường hay vắt về một bên. Khi rảnh rỗi em hay chơi cùng Gấu, và mỗi lần chơi ấy em lại cố gắng kéo thẳng chiếc đuôi của nó ra như chưa bao giờ em thành công. Ngoài ra, chú chó Gấu nhà em còn có huyền đề ở chân. Mẹ em bảo những con chó mà có huyền đề ở chân như vậy thì thường là những chú chó khôn, và sự thật đã chứng minh điều ấy là đúng. Đã được hơn 2 tuổi nên Gấu đã sớm trưởng thành hoàn toàn và đạt được kích thước cơ thể chuẩn của một chú chó trưởng thành. Giọng sủa của Gấu cũng không còn non nớt nữa mà đã ồm ồm vang to khiến nhiều người e sợ. Gấu trong nhà rất giỏi, mỗi khi có người lạ đến nhà, Gấu sẽ sớm phát hiện ra mà sủa inh ỏi. Nhưng khi nó nhận ra rằng đó là người quen, có thể tin tưởng được, hay khi có ai trong nhà quát tên nó bắt ngừng, thì Gấu sẽ thôi không sủa nữa và trở lại vị trí ban đầu của mình. Không chỉ vậy, Gấu nhà em còn biết bắt chuột nữa. Nhà em ở quê lại có một khu vườn rộng nên có rất nhiều con chuột trú ngụ hoành hành, và Gấu như một người hùng đã diệt trừ rất nhiều con chuột đáng ghét trong số đó. Là một chú chó nên Gấu chẳng có sự tinh tế, yên lặng, kiên nhẫn săn mồi như mèo, mà khi thấy chuột thì Gấu sẽ sủa lên inh ỏi và nhanh chóng đuổi theo. Vì đặc điểm ấy mà rất nhiều lần Gấu đệ sổng mất chuột, nhưng cũng không có ít lần nó đã thành công tóm gọn nhiều con chuột đáng ghét. Không chỉ là một chú chó nữa, Gấu dường như đã trở thành một thành viên quan trọng không thể thiếu trong gia đình em. Và tình cảm em dành cho chú chó, yêu thương của gia đình mình sẽ còn được đong đầy càng nhiều thêm theo thời gian. Đó là vừa rồi mình đã trình bày cái bài diễn văn của các em học sinh lớp 8. Trình bày khá là chỉnh chu nhưng mà đặc biệt khác hơn những cái bài văn khác. Mình thấy văn nó hơi lạ và có nhiều cái xúc tích diễn tả Gấu nên mình chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn clip sau mình sẽ làm tiếp.